Xin chào quý bà con, quay trở lại chương trình mỗi ngày một sản phẩm của công ty Thế Giới Máy. Ngày hôm nay Thế Giới Máy xin mời quý bà con xem dòng máy xay sát lúa gạo Takioteka 220 Ba chức năng sát gạo, nghiền cám, sàng rung lọc các sạn 3 cấp. Sản phẩm cải tiến mới nhất với bộ sàng rung lọc các sạn 3 cấp giúp cho gạo xay sát ra đảm bảo sạch các tạp chất. Các chức năng của máy xay sát lúa gạo Takioteka 220 Máy có CB khởi động an toàn giúp bảo vệ motor và an toàn cháy nổ, có đồng hồ đo điện năng tiêu thụ để biết motor đang hoạt động bao nhiêu phần trăm công suất để điều chỉnh chế độ phù hợp giúp gạo sạch không bị bể và tiết kiệm điện. Hệ thống chuyển đổi chức năng từ sát gạo qua nghiền bột chỉ bằng một công tắc đảo chiều vô cùng tiện lợi an toàn và chính xác tuyệt đối, khác xa với những dòng máy cũ là tháo ráp bằng tay tốn nhiều thời gian mỗi lần đổi chế độ sử dụng. Buồng trà gạo làm bằng inox độ bên cao không bị oxy hóa và mài mòn an toàn cho tiêu chuẩn gạo sạch. Hệ thống điều chỉnh chế độ chất lượng gạo bằng công tắc điều chỉnh theo số rất đơn giản và hiệu quả ai cũng có thể dùng được như dạng công tắc của quạt mát. Đặc biệt đầu ngoài của gạo ra được lắp thêm một quạt thổi bụi làm loại bỏ 100% các đầu mày. Bụi cắm còn sót lại khiến cho gạo sạch 100%. Máy dùng để sát lúa trực tiếp cho ra gạo không cần qua công đoạn bóc tách vỏ hay trà bóng hệ thống sàn rung lắc dọc ba cấp giúp loại bỏ các tạp chất ra khỏi gạo một cách hiệu quả được thiết kế lắc dọc duy nhất trên thị trường theo nguyên lý của máy lọc sạn làm chậm quá trình trôi của gạo giúp cho các loại tạp chất như các sạn tấm cám được tách ra sạch sẽ hơn Đầu sát được thiết kế với nguyên lý ma sát giữa trục rulo bằng hợp kim với sàn sát dạng lưới bằng thép công nghệ cao giúp tách vỏ trấu ra khỏi hạt gạo mà không làm đứt gãy hạt gạo như các sản phẩm khác trên thị trường sử dụng nguyên lý rulo và dao và sàn sát. Qua đó, người sử dụng có thể vận hành máy đơn giản điều chỉnh độ trắng ra của hạt gạo theo mọi yêu cầu mong muốn một cách đơn giản. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo cho các hộ gia đình hoặc các đại lý với quy mô vừa và nhỏ bán các loại cám, gạo tươi nghiền bột, vỡ ngô mảnh vân vân giúp giảm thiểu thất thoát gạo, cám khi mang đi sát dịch vụ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Chức năng nghiền lúa gạo, ngô, khoai, sắn các loại hạt ngũ cốc vân vân thành cám bột cho gia súc gia cầm. Chức năng tràn ngô vỡ mảnh để cho gia cầm ăn, lọc tắm bụi, cám ra riêng rất hiệu quả. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến bà con chức năng sát gạo của máy xay sát lúa gạo Takioteca 220. Trong những video tiếp theo chúng tôi mời bà con xem chiếc làm làm bắp bể và chức năng nghiền của máy. Xin quý bà con đăng ký kênh video của chúng tôi để đón nhận những video tiếp theo về các dòng máy cho nhà nông. Còn bây giờ xin hẹn lại bà con vào những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.